Thì năm 78 có dấu hiệu này ra đời. Nó kéo dài cho tới năm 2017. Thì lúc đó đó, trên đó, Phật Mẫu mới xuống, mới cho một cái bài, bài thơ cộng lại hình như cũng 18 không á, bài gọi là bài Kính Thiên. Kính Thiên năm 2017, mẹ có hai bài Kính Thiên. Năm 1980 có một bài Kính Thiên, rồi đến năm 2017 mẹ cho bài Kính Thiên để mà giống như official cho cái đạo ra đời, để cho tại vì trên biết trong những ngày mà sàng lọc rồi này, nhân loại sẽ chết nhiều ở trong nhà, đâu có phải đi ra chùa đi gặp thầy hay là đi nhà thờ để mà rửa, để mà xin pháp danh gì đâu. Thì cho nên cái đạo này chỉ cần lâu nay việc nói về hướng Đông Bắc á, chỉ cần khấn lại thành tâm tự mình đặt cái tên, cũng giống như việc là Ngô Tuấn Kiệt, thì cái họ của thế gian của mình nó, mình thân rất là nhiều họ, mình đã từng họ Quỳnh, họ Quang, họ Quân, họ mình đầu thai đủ loại người hết trên thế giới. Thì cái họ thế gian nó chỉ là tạm thời thôi, giống như mượn cái giai tuồng của một cái màn kịch đó thôi. Nhưng mà cái họ thiên á là quan trọng. Tại vì khi mình mất đi cái thần hồn á, ở trên đó nó có khoảng 49 ngày nha, để mà chờ ghi danh, để mà coi điểm danh coi ok anh thuộc về phần phần nào, anh đi lên đi xuống đi ngang đi dọc gì đó, là lúc đó đó là đạo Phật có 49 ngày. Thì mình dùng cái tên này, mình dùng là Thiên Tuấn Kiệt. Cái những người thiên đó là mình đã register rồi, mình đã ghi tên rồi, thì bản cho người ta dễ làm việc. Thì nó chỉ vậy thôi, nhưng mà tự mình đặt, tự mình khấn lại. Khi mình khấn lại á, thì các chư hằng xung quanh hai vai mình với mấy vị mà trong ở ngoài sân á, là các vị đã ghi rồi, à, hôm nay cái người đó Ngô Tuấn Kiệt đã ghi danh rồi, à, bây giờ là Thiên Tuấn Kiệt. Thì để cho sau này mình tập sống cái cuộc sống giống như cái mùa Covid cả năm nay đó, ở nhà rồi có ít ra đường, ít đụng chạm này nọ, tự gọi là cái đạo này gọi là tự đốt đuốc mà đi á, rồi tự thành Phật. Online kinh điển rồi những người nào mà đắc chứng thì người ta sẽ lên online, người ta chỉ cho mình, hoặc là mình gặp họ cũng được. Nó vẫn có chùa, vẫn còn như bình thường, nhưng mà nó sẽ tiện lợi hơn. Đó là cái đạo này vậy. Thì đến năm 2017 á, mẹ ra cái bài, Kính Thiên năm 2017. Mà giờ chị không có tiện đọc hai bài đó, Kính Thiên số năm 80, năm 1980 với bài Kính Thiên năm 2017. Thì để bữa ra mấy clip sau chị sẽ post lên hai bài này. Còn hôm nay mình chỉ nói cái khung thôi, cái sườn thôi, khung của đạo. Thì nó từ đâu? Khi cái thiên thạch nổ ra là dấu hiệu này, cho nên giờ chị đeo, chị cũng đeo cả năm 7 năm nay, chị đeo giờ nó mòn hết trơn này, xuất hết trơn xét luôn. Thì có nhiều lắm mà chị chưa dám cho, tại lúc xưa chưa có đủ duyên với mấy gì, cũng chưa có nói, nói con chờ để sư phụ xuất hiện. Còn bây giờ thì nói sơ, để lỡ như ai đang nằm trong phòng ICU sắp hấp hối đó, cũng ghi tên cũng kịp thời, hay là sắp sửa chiến tranh nè, ghi tên lẹ lẹ lên tự ghi tên, chứ giờ gặp ông cha gặp mấy thầy cũng hơi khó. Năm tháng 3 ngày 16 năm 2017 thì mẹ cho, cái bài bài thơ official cái đạo. Còn cái dấu hiệu việc đeo đây nè, là dấu ở trên là cha nghe, nãy mình nói trên là dấu, thì cái dấu này là của cha, ở dưới là cái bông sen. Bông sen là cha nói là ai cũng phải đọc kinh Phật và ngồi thiền và ăn chay trường, nếu ăn được, còn không được là tam tinh nhục, tuyệt đối không có được sát sanh.
để mà tránh cái nghiệp, tại cái nghiệp ở trên không có giải nổi cái nghiệp của mình. Là phải học Phật cũng giống như mấy thầy bây giờ vậy. Còn cách ăn mặc rất là đơn giản, quần quần xanh áo trắng giống như sinh viên, giống như ăn mặc giống như đi nhà thờ vậy, rất là gọn gàng và rất là lịch thiệp, chứ không có phải mặc ăn mặc rườm rà gì hết, tại thời đại văn minh mà, thời đại điện tử mà. Đó thì còn ở dưới là cái trái đất. Trái đất sau này hồi xưa mới gì giải thích cái này, cái dấu này không phải việc làm nha, dấu này các chư Phật làm á, hội đồng chư Phật với tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và ở thủy cung luôn nữa. Lúc trước có ông Nhạc Phụ kìa, ông Long Dương ấy, với Long Mẫu rồi mấy tỷ đồ dưới ấy, cũng có chứng nhận cái này, là tất cả các cõi đều đều biết cái này hết, biết cái dấu hiệu này hết. Ở trong cái trái đất này á, nếu mà ai mà lại coi nhỏ ra, nó có cái bản đồ Việt Nam nhỏ xíu à trong này nè, thì sau này Việt Nam á, sẽ là thánh thánh địa của thế giới, là vì nhờ có cái đạo này sẽ tất cả mọi người á sẽ về Việt Nam để mà như nước Việt Nam lúc đó rất là nổi tiếng á. Đại khái cho nên cái nước Việt nằm ngay trong cái trái đất. Tại sao các chư Phật hồi xưa thì từ ở bên Tàu đi qua bên mình? Tại vì cái trái đất không, cái phong nó cũng có cái phong thủy, đến đến thời đại này nè, lập thời Thượng Quân á là nước Việt. Còn mà những người trong tâm linh họ có thần thông, họ đều hiểu hết đó nghe, chứ không phải mình đây mình nói khơi họ không hiểu đâu chị, nhưng mà cái số lượng ít quá không có giải thích dùm được kịp, nhưng mà cái số lượng nhiều quá mà hỗn hào quá là quá nhiều. Mà này kia nói ai hiểu được hiểu, thì cũng giống như để làm cái document hay information, từ từ đi sẽ hiểu, nó từ từ, cái này gì cũng phải từ từ. Cái quan trọng nhất là hội đồng chư Phật, Thiên Long Bát Bộ, tất cả các tầng trời, các cả chư thiên, chư thánh, chư Bồ Tát, chư Phật đều recognize cái này. Thì khi Phật Di Lặc xuất hiện đó, thì cái này là của Phật Di Lặc, của ngài, không phải đó, ngài sẽ giải thích. Có nhiều người sẽ thắc mắc mốt đạo Cồ Đàm, đạo mấy đạo kia rồi sao, cái đó mình không biết, mình cũng nghĩ, mình cũng tưởng tượng thôi, theo cái góc độ kìa. Giống như hồi xưa 75, 79 mình đi vượt biên á, thì vượt biên sao, ở ngoài đó thì một chiếc tàu lớn khổng lồ đậu sẵn ở ngoài đâu gần Hòn Tre đi, không xong cái mấy chiếc vỏ giọt, mấy chiếc xuồng thì đưa ra vỏ giọt thì đưa ra ghe xịp cái đưa ra tàu lớn nữa, rồi từ đó mình nó vượt biên, thì tất cả những cái xuồng lớn như đó thì lên một chiếc thuyền lớn đó, thì những cái đạo nhỏ, những cái môn phái nhỏ hay gì bây giờ mình không biết, mình chỉ giống như xuồng vỏ giọt rồi tấm bảng lên ghe xịp thì cái đi ra tàu lớn. Đi chui mà muốn gì không như đạo Phật. Mấy cái chốt này nè, hôm nay thì chỉ nói thôi, ngày mai thì phải lên trên núi thỉnh cha hỏi mấy vị đồng ý thì mới dám upload này lên. Hôm nay thì chỉ làm sẵn cái video này, thì bữa nay ngày 24 thì nếu mà cho thì upload lên, còn nếu mấy vị không cho nó chưa thì không có dám, phải hỏi hết á, việc làm cũng phải hỏi. Mình nói giống như đạo Phật là từ bi, không có kẻ thù, không có đổ máu, giống như tất cả các đạo kia, Hồi giáo hay là Thiên Chúa giáo này nọ, cả ngài đã nói Đạt Ma là người đại diện cho Phật giáo đó, mà ngài cũng chỉ nói chuyện về một nhóm người thích ngài thôi, chứ ngài đâu có nói cho toàn thế giới nên người ta nghe ngài được. Nhưng mà cái đạo này trong tương lai khi Chúa xuất hiện, Phật Di Lặc xuất hiện, ngài sẽ nói hết
tất cả gom lại hết những cái lỗi thời thờ tùm lum, giống bên Ấn Độ giáo thờ tùm lum, Phật giáo cũng thờ quá nhiều tượng, trong tương lai chỉ có thờ cha trời mẹ đất thôi.